Hello, xin chào cả nhà. Sáng nay Lily với mẹ dậy sớm để muốn dẫn mẹ đi chợ chờ cả nhà. Nhưng mà chợ chờ thì có nhiều chỗ nó mở thứ bảy, chủ nhật hay là thứ hai. Nhưng mà cái chợ chờ này Lily chưa vào đi, có ông anh ông đi á. Nên nói anh có đi cho em với mẹ em đi ké. Tại Lily cũng chưa đi chỗ này qua bao giờ. Nên muốn dẫn mẹ đi chợ chờ cho biết chợ chờ ở Mỹ như thế nào. Ở Việt Nam thì không biết có chợ chờ không thì lại không biết. Mẹ qua ở bên Việt Nam mình có chợ chờ không mẹ? Hả con? Ở Việt Nam có chợ chờ không? Việt Nam thì chợ mình vậy chứ như nói như chợ trời bên đây thì mẹ không nghe rồi. Nghe dẫn mẹ đi chợ chờ cho biết là chợ chờ ở Mỹ như sao cả nhà. Ở đây thì thật ra cũng ít đi đó. Nên mẹ dẫn mẹ đi cho biết là chợ chờ. Đi với có ông anh ông chở đi chứ lại cũng chưa bao giờ đi bao giờ nha cả nhà. Bữa nay anh của Ly dẫn đi chứ Ly cũng chưa biết đi. Thôi cả nhà theo hai mẹ con để đi chợ chờ nha. Nay dẫn mẹ đi ăn bánh mì cà ly thử. Coi cái bánh tiêu nó bự. Cái bánh tiêu nó bự. Mẹ ăn không? Nó có bánh mì và bánh mì đậu. Bánh bò. Bánh mì đậu. Tớ cả nhà ơi, đậu xe đi bộ ha, vô chính chỗ đậu xe em nghĩ anh đậu trong trên cỏ đó, cái này trời chắc đậu đâu cũng được, cao quá được không? Giá hồi xưa thiếu gì giờ kiếm chỗ đậu xe, hôm nay trời không mưa cái chỗ sẵn chợ. Chợ ở Mỹ là người ta bán đồ gì cực đó mà. Đây có bán cây nè, mà có nhà cái mua về cây trồng. Trong đây nó bán cây nè. Ô. Ô cây tắc. Hai. Đây. Mẹ để tắt nha cả nhà. Thôi lên mấy cái đồ cũ á, mấy cái chén trả giá giờ sẽ chơi thích vô coi thích vô coi thích đánh công vô coi hết có chứ mẹ, không cần mua nhưng mà vô ra người ta cũng thích mà. Nhưng người ta bán hàng có người ta thích tới coi, còn bán hàng muốn ai ra vô nữa người ta còn chán nữa. Như là hơi đi xuống đập đâu. Mười đồng cái. Mẹ dưới kia bây giờ nhà mình có trồng gì người ta bán mấy cây á, giờ mình trồng. Đồ đạc nhà dư không có xài, chứ từng đêm ra bán tháo bán đồ. Còn bên kia là khác nữa, bên đó là như bên kia đồ mới hay là? Không, bên kia là đồ ăn kiếp. Đồ ăn chút có mấy cái xe bán đồ ăn, để đông người là có xe bán đồ ăn cho mấy người đi câu chơi được. Này cà chua rồi hả người ta? Cà chua này về nhà Cà Mau lớn lắm. Có rau quế không ta?
cây gì vậy? Bell pepper, ớt mà. Cái này nó hả? Cái ớt chung đó hả con? Dạ. Ớt chung vậy đó hả? Trong chợ này nó có cái gì trong đây á, người mua cửa vô một người 10 đồng. No problem, no problem. Ờ hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hình da đỏ con. Hôm nay đi chợ chờ mà nhằm cái lễ hội của người da đỏ đồ. Đi cho mẹ coi cho biết mọi cái nước nó có cái vẻ đẹp riêng. Chỗ này là bán nước chanh. Nó cho mẹ ăn bánh mì. Bánh mì nhà mua ở Orlando nhưng mà cái tên là bánh mì Italy nha bánh mì. Bên từ Nam qua, cái em cầm chạy trong cái vỏ Vinh cấm qua từ Nam qua tới đây.
À, mà quên hẳn rồi, không nhớ luôn. Về mở bóp ra mới thấy hơi động biên lạc á. Mẹ ăn bánh mì mẹ khen ngon. Mẹ, được hả? Thấy người ta làm bánh mì bánh mì nó làm trong phòng năm giây là xong rồi. Bánh mì ở đây nó dồn qua với cả nhà coi chút chứ đang nó cứ người ta đang nói chuyện ồn quá rồi, cái tắt quá trời trái cả nhà chín luôn. Ồ cái cà chua ớt. Ủa cái này cái gì? Cái liễu. Cái liễu. Cái liễu thùng. Cái liễu là cái này á hả? Yeah. Cái liễu thùng. Lê thê là nó đó. Ê, giờ mình đi đâu đây? Qua bên đường nữa không nè? Mấy cái giường này chắc người ta nuôi gà ha. Trong đây nè, cái chuồng. Bên đây có con nuôi gì mà nó hay không? Có không ạ? Vườn bông vườn cây muốn chờ chờ lần dậy á mẹ. Mẹ thích vô tiệm đồng. Như trong đây là cái gì cũng một đồng hết nha cả nhà. Không phải tiệm một đồng nhưng mà có cái hơn một đồng. Có cái hai đồng, ba đồng. Mẹ, có cái hơn một đồng chứ không phải tiệm nào cũng cái nào cũng đồng không. Mỗi đơm đó 10 đồng. Dạ. Nước trái cây cũng hơi mễ cả nhà. Chanh, cam. Cái này chắc trà sữa. Chanh dâu. Đủ thứ. Đủ thứ mùi vị. Đang đi trong nhà đông. Mẹ mẹ thấy được không? Mẹ thấy không? Hết rồi lại đủ thứ hết bạn. Không, nãy mà đi bên kia là đồ cũ, trong đây hình như đồ mới. Đó, dạ. Yeah.
So cute. Mua này cho Tony được. Mua cho Tony cái này để thi away collect mấy cái nhỏ nhỏ. Con con heo ơi, hơi ghét không? Tính con heo á. So cute. Chỗ này là mấy chỗ này là bán đồ máy móc cũ á nè. Thấy không? Trong đây nó trên đây luôn. Ba cái đèn xe đồ, điện thoại thôi, không biết à. Cái chợ này rất lớn nha cả nhà, vừa trong outdoor indoor nha, lúc thì đi ra trong, lúc thì đi ra ngoài. Ớt mẹ chanh, lúc ra lúc vô nha cả nhà, đậu cà tím, đồ đính nè cả nhà. Lily mua cái đậu phộng luộc loại thường nha cả nhà. Đó, vậy 31 rồi. Pretty, huh? Yes. Look at that juice. Ooh, hot. Lily, this looks so hot. Ở Mỹ thì ra luộc đậu phộng như vậy. Give me a couple of thicker, hot. I just burnt the hell out of it. Mercy. Can I see this side too? Yeah. Let me bag this one. Yes. The wind's so strong, it's blowing everything out. Hình như mỗi bên nó là một cái gia vị khác nhau như thế nhỉ. Mà Lily lại thấy lấy cái loại thường thôi. Còn bên đây thì... Boiler. Homemade canteen. Có đậu phộng luộc với cả ớt và với potato nữa. Rồi xong rồi nha, xong buổi chơi chờ rồi đi về. Giờ cũng gần 1 giờ rồi. Cũng còn xe vô nha. Mà nóng quá. Cho mẹ biết đi chờ chờ như thế nào. Trong đây cũng có nhiều khu có máy lạnh vô trong, còn nhiều khu ở ngoài. Ở giờ chờ chờ đấy đó, ở chỗ này cảnh rất là đẹp. Giờ đi bộ ra xe. Xe nha các nhà. Hôm nay nó làm cái nước chảy đẹp. Hôm nay cũng là bãi đậu xe. Giờ đi về đi các nhà. Chỗ này nó rất là đẹp nha. Nhìn qua cái đèn xanh đèn đỏ đi vô trong đường. Cái khu này nó còn yên tĩnh, vắng nè. Yeah. Ui, còn vắng nè. Bên kia là cái gì vậy? Thank you.
coi tổng xếp luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi. Chỗ này chưa lớn thôi. Đồ cũ rồi đó là đồ cũng có đồ cũ, cũng có đồ mới, hiểu không? Có đồ mới, có đồ cũ. Nhưng mà đi nhiều, đi không hết luôn. Đi từ ngày sáng tới giờ 1 giờ rồi mình đi chưa hết cả nhà. Bây giờ mình về đi về. Dạ. Không giờ cho mẹ biết chợ Mỹ cho cả nhà. Xong rồi cả nhà. Trên đường đi về nha. Rồi nóng quá. Cho mẹ đi về. Còn 1 giờ rồi. 1 giờ mấy rồi hả? 12 rưỡi 1 giờ rồi cả nhà. Nên giờ cho mẹ đi về. Mẹ ngồi dưới. Mẹ đi chợ thích không mẹ? Thích con. Qua đi chơi chú Yến. Để coi mấy cái cảnh trời trời ở bên Việt Nam. Nóng quá à. Nóng quá cả nhà, nóng quá đủ rồi, hình như là có không có cái gì á, đi cho mẹ biết vậy đó. Rồi thôi video đã dài, cảm ơn cả nhà.